Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lật mặt nữ sát thủ. Tối 8 tháng 1, anh Hải và bạn gái đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi ở Thị Tứ, ngã Tư La, thuộc xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Anh được bà chủ nhà nghỉ tên là Nguyễn Thị Ngọc Giỏi bố trí một phòng trên tầng 2. Giữa tầng 1 và tầng 2 có một cửa sắt ngăn, được bà chủ khóa lại mỗi tối và mở ra vào sáng hôm sau. Sáng 9 tháng 1, anh Hải chờ mãi, gọi khàn cả giọng, vẫn không thấy bà chủ mở cửa sắt. Anh đành treo đằng sau nhà xuống để vòng về cửa trước. Cửa chính không đóng, vừa đẩy vào, anh Hải phát hiện rất nhiều vết huyết. Tiến thêm chút, anh Hải kinh hoàng phát hiện bà chủ nhà nghỉ đã bị lấy mạng ngay tại phòng nghỉ 116 gần cửa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Bùi Đăng Hạnh, trưởng công an huyện Hưng Hà đã ngay lập tức cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh. Cũng rất khẩn trương, lực lượng của phòng PC45 công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Giỏi, 49 tuổi, bị lấy mạng ngay tại phòng ngủ với 9 vết xiên. Tài sản trong phòng bị lục soát, khóa két sắt vẫn cắm. Tuy nhiên các đối tượng đã không mở được két sắt vì có lẽ không biết mã số két. Sơ bộ cho thấy nạn nhân bị mất một xe máy Airblade, một dây chuyền 3 chỉ vàng Tây, một nhẫn vàng, một điện thoại di động. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị sát hại khoảng từ 23 giờ đến 24 giờ. Qua các chứng cứ để lại hiện trường, ban chuyên án nhận định đây là vụ án sát hại người, cướp tài sản. Đối tượng nghi vấn đầu tiên lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án là Lương Thị Hiền, 26 tuổi, trú tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái, hiện trọ tại thị trấn Hưng Hà. Hiền chính là nhân viên cũ của nhà nghỉ Ngọc Giỏi. Vào lúc 23 giờ ngày hôm đó đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng vào máy của chị Giỏi. Khi cơ quan công an triệu tập Lương Thị Hiền lên để đấu tranh, cô ta khai nhận luôn mình đã sát hại chị Giỏi để cướp tài sản. Cô ta khai trình tự các hành vi của mình như thật, thậm chí còn chỉ chỗ phòng trọ cho cơ quan công an thu hồi đôi găng tay mà cô ta khai đã sử dụng khi gây án. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, cuối cùng cô ta đành khai nhận về việc mình đã bịa ra các lời khai trên. Mục đích của Hiền là thích được mọi người biết đến. Đến 28 tháng 1, các trinh sát hình sự công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện đối tượng gây án thực sự chính là Nguyễn Thành Luân, 24 tuổi, hiện trú tại xã Minh Hòa. Luân quê gốc ở Bắc Sơn, Hưng Hà, sau đó cùng gia đình đi kinh tế mới vào huyện Sa Thầy, Kon Tum, rồi lại quay ra trú tại xã Minh Hòa. Lúc đó Luân đang cùng với người yêu là Lê Thị Uyên, 19 tuổi, quê ở xã Hồng Minh, Hưng Hà, bỏ trốn khỏi địa phương. 1 giờ ngày 31 tháng 1, sau khi biết được Luân và Uyên đang lẩn trốn tại Tây Nguyên, tổ công tác đầu tiên gồm 5 cán bộ cảnh sát do thiếu tá Nhâm Ngọc Bình, phó trưởng phòng PC45, chỉ huy đã lên đường làm nhiệm vụ. Tổ công tác đến tỉnh Đắk Nông lúc 8 giờ sáng hôm sau. Không nghỉ ngơi, họ liên hệ với phòng PC45, công an tỉnh Đắk Nông để xuống xã Đắk Đơ La, thuộc huyện Đắk Min, xác minh. Công việc điều tra của tổ công tác rất vất vả vì các hộ gia đình ở rải rác trên các quả đồi hoặc riêng một thung lũng. Đường vào tự mở nên người lạ rất khó tìm. Trong khi tổ công tác đầu tiên xuất kích vào Tây Nguyên, các tổ còn lại của phòng PC45 vẫn tích cực điều tra các nguồn tin từ Thái Bình để trợ giúp thông tin. Đến ngày 2 tháng 2, tức là 30 Tết, phát hiện đối tượng có mối quan hệ tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Theo yêu cầu cấp thiết của vụ án, tổ công tác thứ hai phải lên đường. Tổ công tác thứ hai đến huyện Đắc Hà vào trưa 1 Tết vì Luân đang ở nhà một người quen trong thung lũng, phía sau là rừng rậm nên rất khó truy bắt tại nhà. Thượng tá Trần Minh Quang quyết định cho các trinh sát thực hiện kế điệu hổ ly sơn, dụ Luân ra ngoài đường để bắt. Khi bắt Luân là 13 giờ 2 Tết, trong người gã có chiếc điện thoại tang vật cướp của nạn nhân. Tiếp đó các trinh sát đã bắt giữ Uyên. Theo lời khai của Luân và Uyên, hai đứa làm thuê ở Quảng Ninh và yêu nhau. Ngày 8 tháng 1, chúng đi xe khách về huyện Hưng Hà chơi và thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi. Trước khi vào đây, chúng đã có ý định sẽ lợi dụng sơ hở của chủ nhà nghỉ
để chiếm đoạt một số tài sản. Chúng cố ý xin thuê phòng 117 ngay sát cạnh phòng ngủ 116 của chị Giỏi. 23 giờ cùng ngày, Luân bảo chị Giỏi mua 2 lon nước ngọt mang về phòng. Trong quá trình đi lại, gã đã phát hiện có hung khí để trên nóc tủ bán hàng. Sau đó gã lại đi ra ngoài lấy hung khí, quay trở vào, xin liên tiếp vào người chị Giỏi, khiến nạn nhân gục ngã. Gã lục lọi lấy đi của nạn nhân một số tài sản, nhưng không mở được kết bạc. Sau đó gã lôi Uyên đi trốn bằng chiếc xe máy Airblade của nạn nhân. Ra đến bến phà Tịnh Xuyên, do sợ đi xe máy của nạn nhân bị phát hiện, Luân phi chiếc xe máy xuống sông Trà Lý. Ngày 9 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành các thủ tục để khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên. Ngày 14 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hai đối tượng liên quan đến vụ lấy mạng người thương tâm này. Ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lấy mạng người cướp tài sản xảy ra tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tuyên phạt Nguyễn Thành Luân mức án tử hình về hai tội lấy mạng người, cướp tài sản. Cô người yêu Lê Thị Uyên cũng không thoát khỏi lưới tù với bản án 6 năm tù giam về tội cướp tài sản. Ngày 2 tháng 8 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thành Luân về những hành vi dã man mà y đã gây ra cho nạn nhân. Những ngày trong trại giam chờ thi hành án, Luân viết nhật ký và nhiều lá thư gửi người tình với sự ân hận, nỗi đau chan chứa. Vẫn biết hành động của chúng là không thể dung thứ, nhưng bức thư của Luân và những lời kể của các điều tra viên về hoàn cảnh của các đối tượng khiến chúng tôi cảm thấy chúng vừa đáng giận, vừa đáng thương. Không ngoa khi nói mọi hành vi phạm tội của cặp tình nhân này xuất phát từ mối tình bền chặt nhưng không được gia đình thừa nhận. Thậm chí có lần Luân còn quỳ xin mẹ hãy chấp nhận Uyên, nhưng trái tim người mẹ thương con không đúng chỗ, vẫn xe sát. Nếu nó lấy Uyên thì đừng nhìn nhận mẹ cha. Yêu Uyên, Luân đã chấp nhận rời xa gia đình, đưa Uyên ra Quảng Ninh thuê nhà ở. Trước khi đi, hai đứa lừa lấy được một cái xe máy của bố Uyên làm tài sản để sinh sống nơi đất lạ. Uyên xin làm lễ tân cho một khách sạn, còn Luân lay lắt làm thuê cho một số nơi. Cuộc sống có tình yêu nhưng vô cùng nhọc nhằn. Rồi một ngày Uyên nói với Luân rằng cô đã có thai. Luân mừng rỡ ra mặt và đôi lứa đã tính đến chuyện lâu dài bên nhau. Nhưng lâu dài kiểu gì đây khi hai đứa chỉ với bàn tay trắng. Gia đình ngăn cản, Uyên lại không thể về nhà. Một phút nồng nổi, chúng đã nghĩ đến chuyện đi cướp để lấy tiền đi thật xa vào vùng đất Tây Nguyên, nơi Luân từng gắn bó để mở cửa hàng điện thoại di động. Rồi chúng sẽ kiếm tiền, sinh con nơi mảnh đất ấy. Từ Quảng Ninh, hai đứa bắt xe khách về nhà nghỉ Ngọc Giỏi, Hưng Hà, Thái Bình và đã gây ra tội ác động trời. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.